Ngày 3 tháng 6, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chủ trì lễ trao quyết định bổ nhiệm Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam làm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá Thượng tướng Trịnh Văn Quyết là cán bộ ưu tú của Đảng, Nhà nước và quân đội, được đào tạo cơ bản, được rèn luyện thử thách qua nhiều cương vị lãnh đạo chỉ huy các cấp trong quân đội. Trên các cương vị công tác, ông luôn thể hiện bản lĩnh chính trị, kiên định vững vàng, phẩm chất đạo đức cách mạng trong sáng, mang hết tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác, hoàn thành tốt mọi chức trách, nhiệm vụ được giao. Thượng tướng Trịnh Văn Quyết sinh ngày 22 tháng 1 năm 1966, quê tại xã Thanh Quang, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương, trình độ chuyên môn cử nhân xây dựng đảng và chính quyền nhà nước. Năm 2016, ông được thăng quân hàm thiếu tướng khi đang là chính ủy quân khu 2. Tháng 6 năm 2020, ông được bầu giữ chức bí thư đảng ủy quân khu 2 nhiệm kỳ 2020-2025. Năm 2020, được thăng quân hàm trung tướng. Tháng 1 năm 2021, ông Trịnh Văn Quyết trở thành ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến tháng 4 năm 2021, ông được giao giữ chức Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tháng 8 năm 2023, ông được thăng quân hàm Thượng tướng.